Mặt trời mùa đông sắp phát sóng trên ứng dụng Vion từ ngày 24 tháng 3. Cảm ơn toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Lạ Lắm À Nha. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, mong quý vị luôn ủng hộ và yêu thương chương trình. Đây là một chương trình về âm nhạc, chúng tôi sẽ có nhiều cặp hát song ca với nhau, và nhiệm vụ của người chơi là phải tìm được nhân vật bí ẩn bên kia bức tường, và từ đó chúng ta sẽ có nhiều cái nụ cười, nhiều cái tình huống nó thật là vui vẻ trên sóng truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam. Và thưa quý vị, là một cầu nối của chương trình nữa, chúng tôi sẽ mời quý vị sẽ gặp gỡ nhiều nhân vật có những bài hit, rất hit trên thị trường. Đôi khi chúng ta lại quên đi họ là ai, và đây là cầu nối để họ đến gần với quý vị khán giả hơn. Và bên cạnh đó cũng có những tên tuổi khẳng định được tài năng rõ ràng trong làng nhạc Việt. Và đặc biệt ngày hôm nay có một ca sĩ hát vô cùng hay, giọng rất đẹp và được nhiều người yêu thương. Xin giới thiệu tới quý vị nam ca sĩ Quốc Thiên. Xin chào Quốc Thiên thân mến. Ngày hôm nay tôi giống như là một người anh dắt em đi lấy vợ. Anh dẫn em đi hỏi vợ đúng không? Đúng rồi. Quà đâu? Giang tay ra. Giang tay ra. Lấy đi, lấy đi. Ở đâu mà quà cáp gì khổ ghê. Cái gì nó cũng có lý do của nó anh ạ. Lát nữa anh sẽ biết rằng là vì sao mặc đồ như này. À, ngày hôm nay em đến đây với một vai trò rất là rõ ràng ha. Là một người chơi, là ca sĩ chuyên nghiệp. Và em sẽ hỗ trợ cho các bạn cùng chơi, là những bạn trẻ. Mình dù gì cũng là đàn anh và có nhiều kỹ thuật tốt. Dạ. Khả năng về âm nhạc em rất là tốt. Dạ. Thì có gì chỉ bảo lên cho các em đó. Để dạ, những bạn trẻ mới bước vào. Em có kinh nghiệm đi trước nên là em phải hoạt ngôn hơn, dẫn dắt các em quay cho thật là vui cái số ngày hôm nay anh ha. Quốc Thiên là trưởng thành từ một cuộc thi âm nhạc, và sau đó là có một cái màu giọng là rất đẹp. Cái màu giọng của Quốc Thiên là theo thời gian đánh giá là cũng hiếm có người nào có cái màu giọng như em. Cảm ơn anh. Cao thấp gì hát cũng tốt hết trơn, mà lên cao giống như là nhẹ nhàng, giống như không vậy đó. Thử đi. Vì yêu mà anh thấu hiểu, dù em có là gì, em chẳng có gì, vẫn yêu. Chẳng lại em của anh lúc đầu, anh muốn bên em đến lúc em già, vẫn là của Thiên. Một bài hát mà em rất là thích dạo gần đây ạ. Ông trời ông sẽ cho mỗi người ở một cái vị trí nhất định. Ví dụ như cái yêu, giờ anh thử nha. Mọi người sao vậy? Mọi người sao phải bình tĩnh. Vì yêu mà anh thấu hiểu. Thôi bỏ đi, thôi bỏ đi. Thì em diễn hài rồi, em nói chuyện được như anh rồi. Thì em kinh doanh rồi bao nhiêu. Thôi được rồi, dừng lại đi, dừng lại đi. Rồi, thưa quý vị thân mến, bên cạnh Quốc Thiên ngày hôm nay chúng ta có hai bạn trẻ nữa, và cũng có bài hit rất là dễ thương. Đầu tiên xin giới thiệu Thi Long. Thi Long xin chào tất cả mọi người, và rất vui khi được tham gia chương trình, và rất vui khi được gặp em, được gặp chú Giang. À, trời. Có sao đâu, bình thường. Sinh năm mấy? Dạ, con sinh năm 2003 ạ. 2003 là năm nay vừa tròn 20 tuổi. Dạ. Cái bài hát hit mà nhiều người thích nhất của mình là bài gì? Dạ, con được mọi người đón nhận và yêu thích ca khúc do mình sáng tác nhất là bài Kiếp Má Hồng ạ. Trời sinh ra kiếp má hồng, người hai bên nước giữa dòng, tình đời đụng trong phần người lòng đông nước mắt trong. Thì ngày hôm nay là Thi Long sẽ làm sao mà trình diễn thật là hay bài đó với cái nhân vật bên kia bức tường. Dạ, con cảm ơn chú Giang. Rồi, hy vọng là vậy. Chúng ta chào đón một bạn trẻ nữa. Vỗ tay nồng nhiệt cho Nhật Phong. Chào anh ạ. Xin chào. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Bắt tay cái. Đó, bắt tay anh Thiên cái luôn. Đó. Em. Chào anh.
thì mình có thể giới thiệu thật cặn kẽ được không? Em tên là Nhật Phong ạ. Vâng, em là một nhạc sĩ và ca sĩ ạ. Ca nhạc sĩ. Vâng ạ, ca nhạc sĩ. Thì cái bài mà gọi là hot trên mạng á mà khán giả yêu thương mình là bài nào? Khán giả yêu thương là bài Tướng Quân ạ. Các bạn nghe rất nhiều nhưng mà chưa chắc các bạn biết cái người hát và sáng tác cái bài đó là ai đúng không? Dạ. Thì ngày hôm nay đã được diện kiến rồi. Phong có mấy bài lận mà đúng không em? Vâng ạ. Bài nào nữa? Ví dụ bài nào nữa? Ví dụ bài Tôi sinh ra trong gia đình làm hầu thiên hạ. Dạ bài Thằng Hầu ạ. Dạ. À. Toàn là bài hot trên mạng không? Hy vọng là ngày hôm nay mình sẽ song ca với người bên kia bức tường một cách hoàn hảo nhất có thể. Bây giờ, ủa sao hôm nay kỳ vậy? Hả? Kỳ vậy? Full Black, Man in Black. Em thề luôn, ngày hôm qua em nghĩ trong đầu là hôm nay em sẽ mặc một cái bộ đồ trắng, trắng trắng nguyên cây á. Xong tới cuối cùng tối em thử đồ em lại chuyển qua cái này. Quái. Không biết. Anh em... thì ngày hôm nay anh em mình mới có bốn cây đen không hẹn nhau mà tự mặc trắng đen như vậy này. Duyên số. Duyên ha. Rồi, duyên. Thôi hy vọng cái số này nó sẽ là cái số mà thật là nhiều view em ha. Các em ha. Vậy thì đầu xuôi đuôi lọt, ai sẽ là người song ca đầu tiên? Cho Quốc Thiên đi hả? Thôi, thôi, thôi cho con đi chú Giang. Vậy thì Quốc Thiên sẽ nhường lại cho em nó. Dạ em sao cũng được. Vỗ tay cho người đầu tiên, Tí Long. Nhưng mà những dữ liệu này thì nó chung chung quá. Dạ. Rất là nhiều bạn vừa đóng phim, vừa quảng cáo, vừa đi hát. Có bao giờ thử? Bây giờ nhiều lắm. Trời sinh ra kiếp mã hồng, người hai bên nước giữa dòng. Tình đời đụng trong, phần người lòng đau nước mắt lưng tròn. Em thấy anh chào rất chuyên nghiệp mà. Ủa chào đó anh chào cũng được mà. Không, nhưng mà em thấy chuyên nghiệp lắm anh. Cái người này rất tự tin. Cái lạ quá chú. Là lắm ai nhau. Là Lâm A Giang. Đúng quý vị thân mến, người đầu tiên là Tí Long. Hôm nay bài hát được chọn chắc chắn là bài hit của mình, Kiếm Mã Hồng. Dạ. Bài này nếu mà hát với bạn nam mà nhẹ nhàng giống như mình nữa thì đẹp đôi. Đẹp đôi. Không, đưa một bạn nữ thì hợp lý không ta? Dạ con nghĩ cũng là hợp lý á chú. Hợp lý luôn hả? Dạ. À, đã bao giờ mình trình diễn bài này trên một cái sân khấu lớn chưa? Dạ chưa. Thế thì cái bài này mình đã trình diễn ở đâu rồi? Dạ con hay trình diễn ở các sân khấu nhỏ nhỏ ở tỉnh thôi. À, dạ. Thì hôm nay là ngày đầu tiên mình bước lên sóng truyền hình Việt Nam. Dạ. Thì là một cái kênh lớn và được toàn quốc theo dõi, thậm chí là bà con hải ngoại luôn. Cho nên đây là một cái cơ hội để giống như mình debut cho toàn thể mọi người biết tôi chính là Tí Long. Sẵn sàng chưa? Dạ con sẵn sàng. Rồi. Và ngay sau đây thưa quý vị, chúng ta cùng nhìn lên màn hình. Đây là clip chúng ta nói về nhân vật bí ẩn số 1. Có 2002. Chắc là giải thưởng hả? Giải thưởng. Ngôi sao yêu thích nhất năm 2002. Mấy vị? Kiểu vậy. Ông anh đánh đàn. Tôi hát này. Chụp ảnh này. Người mẫu ảnh à. Rồi. Còn đây là cầu hôn. Tặng nhẫn. Không đồng. Anh nhỏ nó lấy. Nhỏ quá. Lấy. Em nghĩ là một idol. Một người được hâm mộ nhiều. Vâng. Rồi. Mình giới thiệu cho em nó biết cái clip vừa rồi. Anh thì anh thấy là có một bạn con trai rất đa di năng, kiểu nhiều nghề. Nhưng mà những dữ liệu này thì nó chung chung quá. Dạ. Rất là nhiều bạn vừa đóng phim, vừa quảng cáo, vừa đi hát. Đúng, các bạn trẻ bây giờ nhiều lắm. Rồi là đàn ông, cũng nhiều bạn vậy lắm. Vừa hát này, vừa đóng phim, vừa đóng hài, vừa chụp ảnh. Đóng hài hồi nào, trong này tao ghi đóng hài hồi nào. Ủa hát dễ sợ luôn. Mình đàn anh mà mình nói. Ồ em đang em đang suy nghĩ là kiểu như có những bạn nào diễn viên hài vẫn hát kiểu vậy. Ừ. Nếu mà ở cái cương vị này thì anh có một người y chang vậy luôn. Em cũng có mấy người luôn đấy. Vừa làm người mẫu, vừa đi hát, vừa đóng phim, vừa đàn giỏi luôn. Đó là Trương Thế Vinh. Wow. Em có một người nữa. Ai? Bạn của em, Song Luân. À đúng rồi. Đúng không? Song Luân. Thôi chờ xem. Chứ giờ đoán cũng có biết gì đâu mà đoán. Chúng ta cùng vỗ tay nồng nhiệt để chào đón nhân vật bí ẩn đầu tiên. Giống Song Luân thiệt chứ bộ. Song Luân đó. Giống Song Luân chứ bộ. Đây là một nhân vật nam với một bộ đồ màu trắng và đeo một cái mặt rất là ma mị. Cho nên chúng ta không thấy gì bên trong. Cái chân cũng giống luôn nha. Dáng người cũng rất là chuẩn đúng không anh? Giống người mẫu này. Thôi bớt nè, bớt. Bớt lại. Cơ bắp thì chưa được to lắm. Cơ bắp bị che rồi, bị cao che bởi áo buồn rồi. Cái chiều cao này xem đó. Tí Long thấy sao? Dạ. Còn chưa hình dung là ai được.
chưa hình dung được ai đó không con? Dạ. Bởi vì rất là khó. Bây giờ làm sao? Bây giờ trong đầu em có suy nghĩ đến sau nào? Bao nhiêu cái dữ liệu mà anh Phong đưa ra thì em vẫn chưa hình dung là ai được. Thực ra thì anh cứ nghĩ là người đấy thôi, nhưng mà không biết để xem giọng của bạn như nào, tại vì luôn thì anh nói chuyện rồi hát hò các thứ nhiều lắm. Có nghĩa là cỡ như Song Luân mà xuất hiện ở đây chỉ cần thở thôi là quốc thi biết liền. Đúng rồi, mà hôm nay nó gắn lò xo hay sao á, người nó ngoáy quá nè. Nhật Phong có một cái tên nào đó chưa? Em nghĩ là một diễn viên kiểu diễn viên hài ạ. Một diễn viên hài. Dạ vâng, em nghĩ vậy bởi vì thấy anh rất là vui. Xuyên qua cái lớp áo có một cái lớp cơ. Trời ơi, em là kích hiển vi hả? Thì em là gọi là gymmer mà. À yes, đúng rồi. Wow. Có cơ bắp đúng không anh? Tì Long thì cũng chưa có một cái tên nào trong đầu hết đúng không? Dạ. Chúng ta chờ xem. Thưa quý vị, ngay bây giờ là phần trình diễn song ca đầu tiên. Xin mời. Đâu có những giây phút bên nhau tựa vai anh, nỡ đón tuyệt tình anh bước đi theo người. Cô níu giữ bao nhiêu, chỉ nhận được cô liêu, mà lòng anh vẫn còn thương chẳng phải mơ. Mang tình anh không phải như thương gửi theo gió mây, dần lòng cô xóa hết tâm tình mà có được đâu. Cứ sao nỡ đành lòng người còn quên hết duyên đầu, người quên bước người chẳng tiếc thương riêng anh sao vừa. Em mang tình anh trao ai nơi đây nhụy tàn hoa phai, tình này anh đã chót lỡ yêu ai mãi yêu ngàn đời dễ đâu phải. Thương em dừa dòng bơ vất thân anh chẳng được như mơ, thì về nơi xưa nơi đây có anh hai ta cùng khâu nỗi nhớ. Trời sinh ra khít mã hồng, người hai bên nữ giữa dòng, tình đời đụng trong phần người lòng đau nước mắt lưng tròng. Tuổi xuân dâm nỡ tối tàn, trời cao sao quá bé bằng, bạc phần hồng nhan chẳng được như thơ khóc thương tình tàn. Dòng sông bên nước lững lờ, vì sao ai quá hững hờ, dù đò sang sông còn lại bên cũ vẫn ngóng vẫn chờ. Trời thu bao nhiêu lá vàng, lòng anh thương ngân vô hạn. Hãy để anh lâu, rồi lệ hoen mi nói lại tình tàn. Có một thông tin gì chưa ạ? Kể cả Nhật Phong luôn. Em thấy anh chào rất chuyên nghiệp mà. Chào anh chào cũng được mà. Nhưng mà em thấy chuyên nghiệp lắm. Cái người này rất tự tin. Tí Long, thấy như thế nào? Cái lạ quá chú. Thôi thì đừng để cho bé nó phải căng thẳng nữa. Chúng ta sẽ nhờ nhân vật bí ẩn mở mặt nạ, xin mời. Và nhân vật này chính là mở nào, mở đi nào. Bây giờ hỏi điều gì cũng được, miễn sao tìm ra được cái tên là được. Anh ơi. Ai anh làm diễn viên hả? À. Anh chơi được bao nhiêu loại nhạc cụ anh nhờ? Em sơ sơ thì cũng mười mấy, hai ba cái. Hai ba cái. Anh có tập gym không anh? Có, anh là gymmer mà em. Có hay không được. Hỏi cái gì đây ta? Vấn đề nằm ở chỗ là bạn không khoanh vùng được. Dạ. Yeah. Cái người đàn ông này ở khu vực nào để hỏi? Anh để ý thêm nghề nghiệp của anh cho em không? À dạ dạ. Anh cũng là ca sĩ nữa. Ồ dạ. Đó, em đoán đi. Dạ. Yeah. Ca sĩ diễn viên luôn á. Lúc nãy là có cái dữ liệu là một cái ngôi sao 2022 thì chắc chắn là trong năm 2022 bạn có một cái thành công gì đó. Rồi có những bộ phim chẳng hạn, được kiểu vậy. Năm ngoái mình có nhiều chương trình hay. Giải thưởng. Em nghĩ là anh Lê Dương Bảo Lâm. Sao hay ghê quá. Sao em đánh giá cao Lê Dương Bảo Lâm vậy? Dạ. Hát đâu có hay vậy được.
Lâm hát hay nhưng mà Lâm giả vờ hát vui. Thôi em có đi học nhạc mà đánh giá cao như vậy. Em quá không nhạc. Nếu em khẳng định đây là Lê Dư Bảo Lâm, hãy hỏi những vấn đề liên quan tới cậu ấy và cũng có liên quan tới anh. Thì hỏi hỏi một hồi sẽ loài ra. Anh gì đó ơi. Ơi anh đây. Sí. Anh có quay chương trình cùng với chú Giang đúng không? Con thấy cái màu mà xay một cái như vậy là con nghi quá ta. Nghi sao? Nghi anh Dương Lâm á chú. Em hỏi kỹ vào cái điều đấy coi thử xem. Anh Thiền. Dạ. Cái khả năng cao không anh? Ờ, cũng tương đối đó em ạ. Ê, nhưng mà em phải nghĩ lại cái có nhiều dữ kiện nữa nha. Theo mấy cái dữ liệu thì em nghĩ là anh Dương Lâm cái phần trăm nó nằm cao hơn. Tại vì trong năm 2022 á thì anh Lâm cũng khá là thành công. Là em cũng biết tới anh Lâm nhiều hơn là cũng vào năm 2022 là thần tượng anh Lâm luôn á. Rồi, như vậy là mình khẳng định đây là Lê Dương Bảo Lâm. Dạ. Xin nhắc lại một lần nữa. Đây Lê Dương Bảo Lâm ạ. Âm nhạc. Phần còn lại xin mời. Trao ai nơi đây nhụy tàn hoa phai, tình này anh đã chốt lỡ yêu ai mãi yêu ngàn đời dễ đâu phải. Thương em dừa rồng bơ vơ thân anh chẳng được như mơ, thì về nơi xưa nơi đây có anh ai ta cùng cầu nỗi nhớ. Trời sinh ra kiếp mã hồng, 12 bên nữ giữa dòng, tình đời đung trong. Tuổi xuân sớm nở tối tàn, trời cao sao quá vẻ vàng, bạc phần hồng nhạt chẳng được như thơ khóc thương tình tàn. Dòng sông bên nước lững lờ, vì sao ai quá hứng hờ, dù đò sang sông còn lại bên cũ vẫn ngỡ vẫn chờ. Trời thu bao nhiêu lá vàng, lòng anh thương em vô vàng, hãy để anh lâu rồi lệ huyên mi nỗi lai tình ta. Trời sinh ra kiếp mã hồng, 12 bên nước giữa dòng, tình đời đung trong phần người lòng đau nước mắt lưng trong. Tuổi xuân sớm nở tối tàn, trời cao sao quá bé vàng, bạc phần hồng nhan chẳng được như thơ khóc thương tình ta. Dòng sông bên nước lững lờ, vì sao ai quá hứng hờ, dù đò sang sông còn lại bên cũ vẫn ngóng vẫn chờ. Trời thu bao nhiêu lá vàng, lòng anh thương em vô vàng, hãy để anh lâu rồi lệ huyên mi nỗi lai tình ta. Bao nhiêu tình anh luôn chào dâng, mong tình ta sẽ có những phút đồng say. Dòng đời cuốn xoay đưa đôi tình ta cách xa, buồn lần tan thoát chợt như giấc mơ. Những nỗi đau thôi đành buồn trốn đi, sẽ không còn những đêm dài ướt mi. Hãy về bên anh kia đi, rồi nước mắt tràn mi những nỗi đau chia ly. Bao nhiêu tình anh luôn chào dâng, mong tình ta sẽ có những phút nồng say. Dòng đời cuốn xoay đưa đôi tình ta cách xa, buồn lần tan vỡ chân như giấc mơ. Những nỗi đau tôi định vui trốn đi, sẽ không còn những đêm dài ướt mi. Hãy về bên anh kể đi, rồi nước mắt tràn mi những nỗi đau chia ly. Hay quá, vỗ tay nồng nhiệt đâu. Như vậy là Tý Long không thể nào nhận ra được Jin Tuấn Kiệt. Đây không phải là Lê Dương Bảo Lâm. Tại sao? Em sorry anh. Thật ra khi mà Jin Tuấn Kiệt mở mặt nạ ra hát bắt mic quá ha. Vâng. Khác hẳn luôn lúc đầu. Nhưng mà lúc mà Jin chưa mở mặt nạ ra là anh Thiên đã biết Jin Tuấn Kiệt rồi. Thật ra cái tướng em đi rồi cái kiểu mà hát cái nghe cái giọng là biết rồi. Ô hay vậy trời. Thật ra anh không nghĩ cho em bên chương trình bảo anh đánh lạc hướng. Ôi vậy. Đối thủ. Đối thủ là không được cho biết đúng không? Thôi nhưng mà thực ra là mấy cái dữ liệu này rõ lắm.
Yeah. Diễn viên, người mẫu ảnh, Jin Tuấn Kiệt hồi xưa cũng là người mẫu ảnh mà. Năm vừa rồi là đoạt giải Ngôi Sao Xanh nè. Đó. Đó. Không sao, đừng buồn em. Ai cũng có lần đầu tiên mà. Tự nhiên xê cái là Lê Dương Bảo Lâm. Ai xê cũng được mà. Ti Long đã không thể tìm ra Jin Tuấn Kiệt. Bây giờ lượt tiếp theo là ai ạ? Thôi Cố Thiên. Đó. Chúng ta vỗ tay cho nam ca sĩ Quốc Thiên. Đừng tin Diễn Tuấn Kiệt, tin Nhật Phong anh thì được. Anh tin em, anh tin em. Ok. Diễn Tuấn Kiệt bây giờ cũng hư rồi. Tin lắm, không tin lắm, không đáng tin luôn. Không đáng tin luôn. Diễn viên nữ thích hát nhiều lắm trời. Đúng, ơi. Đúng, đúng. Đa số diễn viên nữ đều thích hát. Diệu Nhi nè, Diệu Nhi nè. Ngày hôm nay em cưới rồi, vụn vỡ vết thương đau mãi trong tim. Là Lâm A Giang. Là Lâm A Giang. Thưa quý vị, bây giờ là Quốc Thiên, tự tin hay không? Bởi vì nói thì nói, trước đoán cũng khó. Làm sao tự tin được lúc mà em Ti Long chuẩn bị kết thúc á. Các em bảo thôi chết rồi, bây giờ mình lên, tới mình lên thì sẽ như thế nào? Tại vì thực ra khi mà hát 1.000, 1.000 ca sĩ, nghệ sĩ bên kia làm sao mình đoán được, mà người ta còn đánh lừa mình nữa. Thế nên là bây giờ thôi, hên xui thôi. Quan trọng đó là cái cảm giác của mình, rồi cái phán đoán của mình nữa, xem cái người đấy có gọi là ghê gớm hay không nữa. Em sẽ hỗ trợ anh tới cùng. Ok, anh tin em. Tình anh em có bền lâu hay không nha Tuấn Kiệt? Nên đừng tin Dinh Tuấn Kiệt, tin Nhật Phong thì được. Tin em, anh tin em. Ok. Dinh Tuấn Kiệt bây giờ cũng hư rồi. Dinh Tuấn Kiệt bây giờ cũng hư rồi. Tin Long cũng không, Tin Long không đáng tin luôn hả? Không đáng tin luôn. Ok. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Thưa quý vị, ngay bây giờ là clip của nhân vật bí ẩn số 2. À, diễn viên nha. Gái. Wow. Nha. À, con gái nha. Gái nha. Rất thích hát. Rất thích hát. Dạ. Hoa sen. Đẻ trong bông sen. Cái gì? Và thích đi bay. Làm tiếp viên hàng không hoặc là phi công nữ. Muốn hỏi gì không? Diễn viên nữ thích hát nhiều lắm trời ơi. Đúng. Đa số diễn viên nữ đẹp thích hát. Diệu Nhi nè. Ninh Dương Lan Ngọc nè. Lan Ngọc Puka, nè. Lan Ngọc nè. Puka nè. Puka mà có Diễn Tuấn Kiệt ngồi đây rồi sao Puka mời nữa không? Thì bởi vậy. Em với lại chị Bu đã từng tham gia chung rồi đó anh Giang. Chương trình không thể rồi. Nào mời lại như vậy được. Lan Ngọc à? Diệu Nhi à? Diệu Nhi chắc giờ bận lắm. Lan Ngọc, Diệu Nhi, Sam. Không, em nghĩ là chị Nhi không bận đâu. Tại vì giống như là đã có chồng rồi, an bề gia thất rồi, giờ rảnh chơi game show. Mà sơ hở là hát luôn hả? Đúng. Rồi cái gì? À, thích hoa sen. Thích hoa sen. Có máy bay riêng. Diễn viên nữ. Có chuyên cơ riêng. Chuyên cơ riêng á. Ai mà giàu dữ ta? Trong một clip của chúng tôi ấy, có một vài điểm để đánh lừa người chơi để họ đoán sai. Chuyên cơ riêng á. Hoặc là hay đi lại bằng máy bay. Đúng. Đó. À, khả năng là cô này là người miền Bắc. Hay bay vào Nam, bay vào Nam. Anh, còn có chị Sĩ Thanh nữa. Sĩ Thanh vừa là diễn viên cũng hát được luôn đúng không? Mà chị hồi xưa chỉ làm điều phối của trong sân bay luôn á. Đó là liên quan tới máy bay Sĩ luôn. Sĩ Thanh thì quá quen với anh rồi. Ờ, à, nói cái câu đó chị lát đó không ra nếu là Sĩ Thanh. Nhưng mà bây giờ làm biết sao mình phải hát thì mình mới biết được là rồi, ai. Đồng rồi, đồng ý. Vô. Mời nhân vật bí ẩn số 2. Wow. Gì mà la dữ vậy? Wow. Wow. Tam ca nha anh, em thấy bỏ lời có kép có đào luôn á. Dáng đẹp nha. Đừng có lừa em nha. Không, đẹp thiệt mà, đẹp không mọi người? Đẹp. Cái dáng á, cái body á. Dáng đẹp. Cái dữ liệu khó hiểu nhất là máy bay. À, tôi cũng nghĩ nó liên quan gì luôn á. Hay có phi công. À. Tôi sẽ tìm những cặp phi công và máy bay ở trong cái showbiz này. À. Harry Won Trấn Thành hả? Đó là một cặp. Đúng không? Anh Tú Diệu Nhi đúng không? Diễn Tuấn Kiệt Puka. Ê, bắt đầu thấy hấp dẫn rồi đó. Khó liền. Hát chưa? Hát. Hát nha. Hát. Và bây giờ chúng cố tôi lên anh ơi. Xin mời âm nhạc. Ở
Giông tố đến tìm, đến khi nhận ra nên quý hơn những ngày tháng sống bên nhau thì mình muộn mất rồi. Hạnh phúc thế nào rồi anh đi vì ngày hôm nay anh cưới rồi, mai sao em sống thế nào, một người đã mang cả thế giới sánh đôi với tình yêu mới. Là rất là đúng hả? Khó liền, khó liền. Đây không phải là một giọng ca bình thường, đây là một hiện tượng của âm nhạc. Đúng. Hiện tượng làm lu mờ trí não của Quốc Thiên. I, who, e, she. Cái mà bên đầu mình đang rất tự tin là mình sẽ đoán được cái người này, nhưng mà tới lúc mà nhảy quãng từ quãng đang dưới này này, cái nhảy lên quãng trên hát đấy. Nhạc Phong biết không? Đoán là chị Sam. Ti Long. Sam luôn. Sam luôn. Em cũng Sam. Cả ba bạn đều đoán là Sam. Có người nhỏ nhỏ như này thì mà đẹp như này. Nhỏ nhỏ xinh xinh như này. Và em đã từng xem một cái video trên mạng là chị Sam đang hát quãng tắm trên và có thể lộ xuống dưới một cách tỉnh queo. Trời ơi, cỡ Sam là biết lên mắt 81 không? 3 phút sau là ở ngay hầm dưới xe B3. Đúng. Nhưng mà nhìn mặt ba cậu em này không tin được. Đúng vậy. Mời. Mở mặt nạ đi ha. 3, 2, 1. Xin mời. Lâu lắm gặp lại. Trời ơi. Hỏi gì ạ? Sen ơi. À alo. Dịu dàng, dịu dàng. Em xin lỗi, lúc nãy anh nói là em hát dở, nhưng mà không phải đâu, chắc là em lừa anh đúng không? Dạ, em hát dở thiệt. Em hát dở thiệt, em khẳng định câu đấy thì anh lại mất lập trường của anh rồi. Rồi sao em lại có dữ liệu, dữ kiện của em là có hoa sen, em thích hoa sen nên là tên của em ở nhà là sen. Mẹ em thích hoa sen. Anh xem clip á, anh thấy có cái chuyện gì chuyên cơ, em hay đi chuyên cơ hả, hay là em bay ngoài Hà Nội vào đây? Dạ, tại em sống ở bển nên lúc đi lúc về. Ở bển là bển nước ngoài hay là Bình Định? Dạ. À, nước bạn. Các anh ở dưới ngồi bảo là có body khét lẹt nữa hả? Đẹp lắm hả mọi người? Đẹp. 90-60-90 luôn hả? Đúng rồi. Đẹp lắm anh ơi. Ủa 1-9-1-10 cái gì tóc tiên á anh? Dáng đấy nếu mà dáng cỡ tóc tiên thì phải là Lan Ngọc à? Ô Diệu Nhi dạo này cũng ok lắm mà. Nói chung mấy bạn đó bạn nào cũng đẹp đẹp dáng hết. Em có gia đình chưa? Gia đình ai cũng có mà.
Có, hợp lý, hợp lý. Có gia đình của riêng em hay là em có người yêu chưa? À, em... Hả? Hỏi gì vậy? Em có người yêu chưa? Dạ, nhiều lắm. Quê em ở đâu? Người trong Nam hay ngoài Bắc? Dạ. Em... Hỏi hết chưa? Hỏi lại, quên rồi. Quê em ở trong Nam hay ngoài Bắc? Tại vì nãy giờ anh thấy em nói miền Trung. Quê ngoại em ở miền Nam. Quê nội ở miền Bắc. Em sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Miền Trung là có Phương Lan nữa. Đúng rồi, Phương Lan nữa, đúng rồi. Rồi sao, Tì Long với Phong nói cho anh coi. Nè, bây giờ em nhìn nhân dạng này đi. Em mô tả một tí cho anh Thiên biết. Dáng thì đẹp lắm anh. Anh nghĩ như thế nào khi là cái suy nghĩ của em là chị Lâm Vĩ Dạ? Thì em nghĩ là chị Sam. Anh thấy mặt em giống y chang mặt anh không? Nghĩ cái gì? Ta rõ mặt ra luôn còn nghĩ cái gì đó chị em Sam. Em đang gợi ý, em đang gợi ý cho anh ý. Ý là mặt của Nhật Phong y chang mặt em nãy ngồi dưới chỉ cho Tì Long á. Cái sự gian dối nó truyền lại đó. Dạ. Rồi Kim Tuấn Kiệt thì sao? Anh phải tin em, anh tin em. Thực sự là chị Sam xuất hiện gỡ mặt ra rồi mà là chị Sam. Sam hả? Cái mặt em rất thiệt luôn á. Sao gặp mặt chị? Mẹ em dạy là không được ăn gian nói dối cho nên em nói thiệt. Ủa, khoan. Mẹ dạy là không được ăn gian nói dối hả? Dạ. Là nghe lời mẹ giữ chưa? Tôi nói thiệt. Trời ơi. Rồi nha, để xem nha, sau cái này là nghe lời mẹ là không nghe lời mẹ nha. Thực ra như này này, lúc nãy ban đầu khi mà nói là diễn viên mà hát thì chỉ có những cái cô bé đấy thôi. Nhưng mà mình thì mình ấn tượng nhất là với giọng hát của Diệu Nhi và Puka. Nói thật, dễ nhớ quá, hát mà cảm giác đem lại cái sự tích cực cho người khác á thì nó sẽ ăn sâu trong tiềm thức của mình. Hay, anh nói như vậy là họ sẽ hát hoài đó. Ồ vậy sẽ hả? Sẽ là hát nữa đó. Thì hát giải trí thì nên hát. Thôi mình chốt luôn hả? Chốt luôn, đây chính là... Anh tin em lắm luôn á, Kim Tuấn Kiệt. Just me. Ừ, nhưng đến phút cuối anh phải quay xe thôi. Puka. Chúng ta chờ xem. Đúng hả? Dạ. Cứu bé. Anh Giang cứu bé kìa. Cứu bé. Xin hãy tự cứu lấy mình. Mời cái đoạn nhạc không chạy đâu được hết. Giờ này em không lẽ rất vui, người em yêu chung bước không quay lại nhìn. Dù sao thì em cũng mong anh luôn bình yên. Và xin lỗi vì chẳng đến chúc phúc cho anh. Vì ngày hôm nay em cưới rồi, vụn vỡ vết thương đau mãi trong tim. Người đàn ông may mắn ấy từ nay đã có. Chỉ muốn đến đây gặp em một lần để thấy em hạnh phúc thế nào rồi anh đi. Vì ngày hôm nay anh cưới rồi, yeah. Mai sau em sống thế nào? Một người đã mang cả thế giới sánh đôi với tình yêu mới. Chúng ta xa mãi một người. Nợ duyên đến nay mình trả hết rồi. Nó lỗi lắm kìa. Nợ duyên đến nay mình trả hết rồi.
Như vậy là Quốc Thiên đã đoán chính xác, đây là Puka. Thực ra hôm nay nhìn qua thấy Thiên thấy đứng cặp, tưởng hai người đứng hát nhau đó. Là dạ, có người, người chồng người... em. Dạ, xin giới thiệu với anh. Quay qua chào anh Thiên anh ơi. Anh ơi, anh ơi. Chào anh Thiên. Chồng em. Nhưng mà em anh lâu lắm rồi mới gặp lại, mà tại sao anh nhận ra giọng em liền? Anh nghe giọng của em trên vô tuyến, trên YouTube, trên TikTok này mà kia mà. Đâu có phải là mình gặp nhau là anh mới nghe giọng em đâu, đúng không? Lỗi của chị rồi, chị sơ hở là chị hát á, cho nên là ai cũng nhận ra hết. Muốn chị được hát nhiều. Em hát nhiều lắm luôn á. Là tính ra là em hát nhiều hơn em diễn luôn hả? Không phải là hát nhiều hơn diễn, diễn mới nhiều hơn. Nhưng mà phần hát ấn tượng hơn diễn. Anh ủng hộ, anh ủng hộ. Sao mặt anh không có nhiệt tình chứ nhỉ? Lúc đầu anh cũng nghĩ là kiểu là tiếp viên hàng không. Dạ, tiếp viên hàng không thì cũng liên quan đến em á, dự kiện liên quan đến em á. Tại ngày xưa em cũng thi học viện hàng không á. À, được rồi. Tại thi rớt hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, tưởng là chuyện này ai cũng biết rồi. À, nên không có còn quê nữa. Bây giờ Quốc Thiên đã đoán chính xác là Buka, nên nhận được vui miệng của chương trình. Mời Duy Tú Kiệt trao giùm anh. Wow. Cảm ơn em. Rồi, anh sẵn sàng chưa? Anh sẵn sàng rồi, em phải quỳ xuống đúng không? Có vụ việc này sẽ có lợi thế ở phần cuối chương trình. Thì tất cả mọi thứ bây giờ là phải từ Nhật Phong. Bởi vì mình phải giành lại được vương miện. Nếu không, mình cũng không có lợi thế. Thưa quý vị, trước khi đến với phần của Nhật Phong, chúng ta cùng giải lao trong giải lạc. Bao nhiêu phần trăm là mình tự tin? Em tự tin khoảng 99% thôi ạ. Đẹp. Đẹp tới lắm. Đầu gối á. Đẹp bạc nào mà chị? Tóc hơi bạc. Bạn Trung Khóa chị hả? À, Trung Khóa học thanh nhạc đó. Ngàn vạn bình đông dâng cao hướng về phía trước ta, chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng. Là Lâm ở nhà. Là Lâm ở nhà. Là Lâm ở nhà. Thưa quý vị, bây giờ là Nhật Phong. Bài hát được chọn là bài gì ạ? Hôm nay em sẽ hát Tướng Quân. Tướng Quân. Oh. Bao nhiêu phần trăm là mình tự tin? Em tự tin khoảng 99% thôi. 99% thôi. 99% hay 99%? Em sẽ lấy lại vương miện của anh Thiên. Anh ạ, lung lai. Lung lai. Mình đã bao giờ hát song ca nhiều lần chưa? Em song ca một vài lần thôi ạ. Vài lần? Dạ. Đây là lần đặc biệt nhất. Vâng. Chưa bao giờ tập qua. Vâng. Chưa bao giờ góp giọng với nhau. Chưa bao giờ thấy nhau. Chưa bao giờ biết. Vâng. Và hôm nay lần đầu tiên hát và lần đầu tiên tìm kiếm tên tuổi của họ, họ là ai, ở đâu. Khó nha. Rất khó anh ạ, em sẽ cố gắng. Ngay bây giờ là clip dành cho nhân vật bí ẩn số 3. Nước có biển, liên quan biển, biển, biển. Hay là quê đấy là quê ở biển anh. Quê ở biển. Hoặc là quê người này mạng thủy. Rồi có mặt, mặt này là mặt gì? Mặt nạ. Không biết là mặt nạ gì á. Nhân viên văn phòng nha. Nhân viên văn phòng. Mà có mụn hay nặng mụn lắm. Chăm chút cái đẹp. À dạ đúng rồi, mụn. Rồi đạt cúp ơn rồi, cậu đây rồi. À, vậy là cả diễn viên hả? Có thể là diễn viên. Suka hả? Được mệnh danh là. Cái dáng này quen quá nè. Nickname là Suka hả ta? Maybe Suka là em Puka. Suka em tôi á. Suka em tôi á. Nữ nha, nữ. Có một mặt nạ làm công sở, quê ở vùng biển. Cái mặt nạ này nó kiểu vậy đó. Kiểu đó kiểu gì á? Nó quý tộc. Nó kiểu quý tộc kiểu châu Âu á. Châu Âu tí xíu á. Đây đích thị là biển Long Hải. Long Hải Vũng Tàu Nam Thư hả? Nam Thư đúng rồi, Nam Thư là ở Vũng Tàu. Nhưng mà chị Nam Thư có làm nhân phòng không? Có, chị có công ty mà. Thì mỗi ngày chị không đi diễn là chỉ lên công ty chỉ là làm văn phòng đó. Nhưng có nặng mụn không? Trên đời ai mà không có mụn trời. Phải có nặng rồi. Mà chị Nam Thư có cúp ân rồi bây giờ chưa? Có luôn. Có cúp rồi. Có cúp không? Dạ có. Không nhớ. Thông tin nó hơi chung chung ha. Thông tin này mơ hồ quá, hơi tự đi. Mơ hồ quá, hơi tự đi. Em tự nha. Rồi bây giờ anh sẽ hỗ trợ nha. Vâng. Mời những vật bí ẩn cuối cùng xuất hiện. Đó, đó. Lộng lẫy nhờ. Wow. Đẹp quá ha. Wow. Dạ. Khét lẹt nha. Đẹp quá. Cô này cũng người mẫu á. Tóc dài. Biểu diễn này kia hoành tráng quá ha.
đẹp, đẹp tới lắm. Đầu gối á, mũi cao nè, mũi dọc dừa. Đeo mặt nạ mà chị, tóc hơi bạc. Thì cái sóng mũi của cái mặt nạ cao đó. Em hơi hoang mang. Bây giờ là lúc âm nhạc xuất hiện, đồng ý không? Vâng. Mời âm nhạc. Đồ đẹp quá ha. Nghe cho kỹ nha, nghe cho kỹ nha. Ngàn vạn bình đau dâng cao hướng về phía trước ta, chẳng làm ta bất an như khi ta ở trước mặt nàng. Đầu đội trời cao trên dẫm đất cao nghe núi sông, mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng. Biển rừng trời cao đó cũng là nhà đối với ta, là một nơi trú chân trong tim nào đó xa xa lạ. Giọt lệ nằm nhí không khi nào được rơi xuống đâu, mà giờ em cho theo anh nên ta đành phải buông sầu. Rượu sầu nâng suốt đêm cho quên đi ngày tháng u buồn, rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương. Nàng còn hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lời, dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi. Nàng sợ ta chết chim bao năm không có nghe trở lại. Cái lề đó, cái lề. Đúng rồi, đúng rồi. Nghe cái nốt rồi, đúng rồi. Nghe nốt lề đó. Người xa đi trước hơn năm trước vẫn mang giữ lại, nhìn xung em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài. Sao sao em cũng có hình dung ra một chút. Em có cần hỗ trợ gì không, hay là em nghĩ những sự hỗ trợ đây là dư thừa? Không, em muốn xin gợi ý từ Buka đi. Vâng, chị Buka. Chị chỉ cần nghe một cái chữ đầu của cái cô này lấy hơi thôi là chị đã biết cô này là ai rồi. Wow. Ai chị? Cái cô này là cổ hát hay đó, dữ lắm luôn á. Và cổ đang là nổi đình nổi đám luôn. Mà ai cũng công nhận mà. Chị nói những điều đó công nhận không? Không, nhưng mà ý là chị đang nói thiệt á. Chị chia sẻ thiệt lòng để cho em lấy cái vương miện này nè. Cổ quen với chị đó. Mà sao chị cô hát hay dữ. Ông trời ban cho mỗi người một giấy thanh quản mà. Ok. Cô này là vừa nghe giọng thì em nghĩ là một ca sĩ trẻ, ca sĩ nữ mới ạ. Mới vào nghề á. Vâng ạ, em nghe giọng cũng khá quen ạ. Theo em thì cũng đồng quan điểm với anh, là em cũng đang ngờ ngỡ là chắc anh cũng cùng suy nghĩ với em đúng không? Em hai đứa suy nghĩ gì vậy không ai biết. Nói cái suy nghĩ mình ra đi. Thì anh có nghĩ đến chị Hoàng Dung Phạm không? Thôi phải, sai rồi em ơi, sai rồi. Sao chị biết người ta sai? Lỡ người ta đúng làm sao? Ủa gì hả? Mời nhân vật bí ẩn mở bàn nạ. Và nhân vật bí ẩn cuối cùng buổi tối ngày hôm nay của chúng ta đó chính là... Của Buka hả? Dạ. Trung khóa chị hả? Trung khóa học thanh nhạc đó, mà tại vì Nhi chăm học. Tại vì Nhi chăm học. Rồi lem xô con. Có lem không? Có lem rồi. Buka chăm học. Đẹp con. Ủa? Ghi ghi lao lao xong giùm anh ghi. Đang theo đuổi hình ảnh ngọc nữ. Ngọc nữ mà kỳ vậy. Ngọc nữ không ai nói xạo 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 chứ. Nhân vật thân mến đã lộ diện rồi, mời trò chuyện. Chào chị ạ. Em chào anh. Em có thích hát không? Dạ em không thích hát. Em đứng đây thì anh. Thế chứng tỏ là em rất hay hát và thích hát. Em yêu hát. Có phát hành nhạc bao giờ không? Dạ em cũng đã có kế hoạch là phát hành album lên. Có nghĩa là ta đi hát lâu rồi mới làm album đúng không anh? Dạ giờ mình có kế hoạch ra bài anh. Hay là chưa bao giờ đi hát rồi giờ chuẩn bị ra album? Hay năm thư lấn sân hả? Dạ, chưa lấn sân mà ca sĩ bây giờ ạ. Em thì em thấy bạn hát hay quá mà. Em cũng có vài cái tên trong đầu, em nghĩ là ca sĩ. Mình kể ra đi. Mình sắp tới chương trình mình nên kể ra. Rồi mình giấu trong bụng rồi, lát mình đem về nhà luôn đó. Em nghĩ là giống giọng của bạn Dung Hòa Phạm. Và một cái tên nữa mà em nghĩ tới, Chu Thúy Quỳnh. Dạ, Chu Thúy Quỳnh thì cũng... Em cần gợi ý gì không? Em hỏi đi chị. Anh hỏi em đi anh.
Em đã hát bài nào của anh bao giờ chưa? Dạ em vừa hát xong á. Không, chắc cái hát này cơ. Anh hỏi đi em. Trả lời thật nha, em là ca sĩ hay là diễn viên? Em là ca sĩ triển vọng của Việt Nam. À, ca sĩ triển vọng. Bây giờ nè, em phải bám vào dữ kiện trong cái clip nãy anh có nói là có cái gì? Mặt nạ nè, rồi giọng hát, bám vào giọng hát nữa. Mọi thứ xem sao. Khó quá, thôi em hỏi em tên gì luôn đi. Khó quá thật sự. Cô này là tham gia ơn rời cậu đây rồi, đoạt giải trong phòng của Trường Giang. Cô này hát rất hay, có rất nhiều bản hit. Anh muốn mất cái cúp hay sao mà anh chỉ... Ôi ha, mình sao mình đang đâu cúp mà. Có chồng chưa? Em có chồng chưa? Ôi, em làm gì đã có chồng. Em chỉ có nhiều người theo đuổi thôi. Ở bà, sáng nay đó. Thôi đấy đi. Hà Nhi. Chắc chưa? Trăm phần trăm phần trăm. Trăm trăm luôn hả? Trăm phần trăm. Dữ vậy trời. Bé nó hỏi. Không liên quan. Cuối cùng đó Hà Nhi. Âm nhạc lên. Ngàn vận bình đáo dâng cao hướng về phía trước ta. Chẳng ngăn ta bất an như khi ta ôm trước mặt nàng. Đồ đội trời cao chân dẫm đất ngạo nghe núi sông. Mà lòng như chết đi khi hay tin nàng đã theo chồng. Biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đôi với ta. Mà một người trú chân trong tim nàng quá sao xa lạ. Giọt lệ nam nhi không khi nào được rơi xuống đâu. Mà giờ em chót theo anh. Em chót theo ai nên ta đành phải buông sông. Rượu sầu nâng suốt đêm chúng quên đi ngày thơ buồn. Rằng người ta mãi thương nên cũng đã mỗi người một phương. Đang còn hay nhớ trong khi xưa ta đã nói những lời. Dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi. Nàng sợ ta chết chính bao năm không có ngày trở lại. Nàng cần người ở bên chăm lo chăm sóc cho ngày mai. Ngày ra đi chiếc khăn em trao ta vẫn mang giữ lại. Dùng em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài. Nàng sợ ta chết chính bao năm cũng có ngày trở lại. Nàng cần người ở bên trong đó sẵn sắc cho ngày mai. Ngày ra đi chắc thắng em trao ta vẫn mang dừng lại. Tình dùng em vẫn đang theo ta đi hết chặng đường dài. Vậy là Nhật Phong đã xuất sắc đoán được Hà Nhi. Nhờ ai? Nhưng mà mình thắc mắc tại sao Phong không nghe ra giọng Nhi ha? Không, bởi vì là cái lời 1 em vẫn thấy hơi khó nghe. Nhưng mà lời 2 thì Nhi hát chuẩn giọng hơn ấy. Không, em đã cố hát khác đi. Tại vì lời 1 là Nhi hát cố lắm cố khác đi. Nhưng mà em không qua mắt được chị đâu. Những cái nốt lên của em á là chị biết liền. Chị cũng không qua mắt được em đâu. Những cái nốt mà lên gió của chị nó bắn lên tận mặt trời luôn á. Xuất sắc không? Cỡ giọng như cái màu giọng Hà Nhi có hóa thành tro bụi tôi vẫn nhận ra. Ủa alo. Ủa tại vì Hà Nhi ngày hôm nay nào. Em đứng dễ đi. Anh Phong nhìn quá. Đứng dễ đi. Trời em ngây như thế này mà em gặp anh Phong em khớp á. Chào khớp. Thì quá. Anh nói chuyện quá chậm. Anh còn khớp mà. Đúng, hỏi một câu. Và trong như hỏi một câu. Đây là chiến lược anh ạ. Cũng như là mình đang gục đầu đang hào hứng thì chẳng được. Anh Phong. Và cho em hỏi thêm một câu. Anh còn khớp. Và luôn. Đến anh khớp anh cũng bị lộ nè. Trong cái clip vừa rồi á, là đầu tiên là có sóng vỗ đúng không? Đó chính là giải thưởng làng sóng xanh của Hà Nhi. Sao lại sóng xanh nó xanh lá mà. Bởi vậy mình mới bảo là Nghệ An làm sao có biển đúng không? Mình cứ lo nhưng mà có Nghệ An có biển. Dạ.
bé ngày xưa là bé đi làm văn phòng mọi người. Bé làm văn phòng. Rồi làm văn phòng hay nặng mụn hay sao mà chương trình biết vậy? Có đoạn hình là nặng mụn hả? Cái đó là chương trình thêm vô cho nó kịch thích. Thôi, lên trao Vương miệng cho bé đi. Muốn đi phải trao lại Vương miệng cho Phong. Nói chung là vỗ tay rất đồng nhiệt cho cặp song ca vừa rồi. Và thưa quý vị, trước khi đến phần cuối cùng, chúng tôi mời quý vị giải lao tầm vậy lạ. Quý vị thân mến, đang quay trở lại với chương trình Là Lắm Mà Nha. Và đây là ba phần thưởng ngẫu nhiên. Sau khi nhận được phần thưởng này, nghệ sĩ của chúng tôi sẽ mở ra xem và biết ở trong nó có gì, và họ sẽ nói làm sao để các bạn có nên chọn họ hay là không. Cái việc các bạn chọn ba người, chọn một người cũng được, không thành vấn đề. Bởi vì bao nhiêu người chọn thì cùng với nghệ sĩ của chúng tôi, phần thưởng này chia đều ra. Oh. Em nhỏ trước đi. Dạ. Thôi em lấy cái giữa đi. Trời cho gì lấy cái đấy. Rồi, Buka sẽ là người xem đầu tiên. Ủa là trời ơi. Wow. Ngon à. Quá trời thì rồi. Dê Tú Kiệt. Trời. Ba phong bì này, một phong bì là 1 triệu đồng, một phong bì là 10 triệu đồng, và một phong bì là phần thưởng đặc biệt của chương trình. Anh Nhi sẽ là người nói đầu tiên, nói cho các bạn biết có nên chọn mình hay là không. Đứa nào cũng hớ chứ. Đứa nào cũng hớ thì không biết đứa tên nào. Có một cái nét kịch ở trong đấy. Không, em rất là thật lòng. Đó là giải thưởng cao lắm nên mọi người đừng chọn em. Tại vì em nghĩ rằng là anh Thiên thì cũng là người anh của em biết ngoài đời rồi. Anh Thiên cũng là người rất là có điều kiện, giàu có. Nên là chắc là anh Thiên sẽ không chọn em đâu hả? À, còn anh Phong thì cũng rất là thật thà, nên hôm nay em cũng thật thà với anh Phong. Là giải thưởng rất là lớn, thì tùy anh nhá. Nếu mà giải thưởng này mà không về tay ai là được về tay em hả? Đúng rồi, không về tay ai là về một mình Nhi á. Là về một mình em, là không phải chia cho ai cả. Em nghĩ anh nên chọn em nha. Này có thì mình mới chia đều cho nhau được. Giải thưởng của em là vô giá. Wow. Và nãy giờ những gì từ đầu chương trình tới giờ em luôn nói thật. Thật chưa? Đúng không? Là thật dữ chưa? Thật. Nãy em nói là ba má mẹ em dạy em không nói dối. Không được, anh Giang nói dối. Em nói chị là Sam, nói là em nói thật dữ chưa? Không có, tại em bị cận, em không thấy rõ, em tưởng chị Sam. Thôi em biết là chị Ca. Lại đang nói dối nữa đó. Dối chồng dối. Rồi Buka. Dạ thì như lúc nãy cái biểu cảm của em đó là nó khủng khiếp như vậy đó. Chọn em đi. Thi Long chọn đầu tiên. Em hả? Em thì thương trường như chiến trường, sao biết được. Em chọn anh. Em chọn anh. Dê Tứ Kiệt. Rồi. Rồi tự nhiên án khẩu hay sao? Không nói được vậy. Còn hai cô gái. Dạ. Buka thì em hay, em có bao giờ anh nói dối anh không? Có, hồi nãy em có nói dối mấy lần, mấy câu á, hồi nãy thôi. Còn bây giờ là thật. Còn bây giờ là thật. Giá trị lắm luôn. Em dở lên là em... Cái giật mình đấy em hay diễn ở sân khấu kịch thế giới trẻ lắm. Anh ơi, anh thật tin em. Em dở cái mà em hết giật mình luôn á. Em bị nhà, bị chai cảm xúc rồi đó. Ok rồi, để anh hỏi Nhi coi. Nhi, anh em mình chinh chiến bao fan rồi nhờ. Giờ anh muốn nhiều hay muốn ít? Anh muốn, dĩ nhiên là muốn nhiều với em rồi. Với em? Nếu muốn nhiều thì hãy đi theo chị Buka, đừng chọn em nhé. Thôi anh chọn Vì ngày hôm nay em cưới rồi. Em cưới rồi. Em biết hôm nay mặc bộ đồ này là có ý đồ hết. Thôi anh chọn em. Rồi, yeah. Trước khi anh chọn Buka. Anh tin em ấy nha. Vẫn chưa xong. Vẫn chưa là chốt. Bây giờ là Nhật Phong sẽ là người chốt tất cả mọi thứ. Nhi nói thật không em? Không lẽ em nói dối anh? Đúng không? Thôi nhưng mà anh chọn em cũng được. Dạ. Anh Thiên thì em hơi đánh lạc hướng chiếu thôi, nhưng mà tới anh thì anh chọn em cũng được. Em chọn Hà Nhi. Chọn Hà Nhi. Bây giờ mình mở phong bì nào trước? Ở giữa chứ. Ở giữa trước hả? Vâng. Đây, Dinh Thức Kiệt. Vô giá. Vô giá. Phần thưởng là
lực lượng hỗ trợ chạy show, trang bị công nghệ AI và ChatGPT. Vô giá. Vô giá. Vô giá. Đúng không? Cái này. Vô giá. Vô giá. Đó là vô giá công nghệ AI, ChatGPT. Xin mời. À, phải mở cái hộp để thăm em biết. Rồi, tới nhận hàng. Wow. Rồi, mỗi người gặp một giây. Trời ơi. B là đặt ơi. Hai đứa B ra. B em hát em. Ôi, thả xuống thì tội nghiệp. Tội nghiệp đó em. Ôm lên chứ ai mà thả xuống. Ôm lên. Em ôm, ôm dưới ức á, dưới ức á. Nhưng mà có sao không? Đây nè, đây chị dịch phụ cho. Cái chỗ mà ôm. Ôm dưới ức của nó, giữ nó. Bỏ cái tay vô đây. Đây, của Buka. Ai chọn Buka? Quốc Thiên. Quốc Thiên. Phần thưởng của Buka và Quốc Thiên đó chính là 10 triệu đồng. 10 triệu đồng. Anh thấy chưa, anh thấy chưa? Vậy là trước khi em đi anh vẫn để lại một món quà cho anh hả Buka? Đó. Hôm nay em rất là may mắn cho anh đúng không? Anh đoán đúng em, anh có vương miện. Người ta cướp vương miện của anh. Em trao lại 10 triệu. Ôi trời. Nhưng mà em có xúi cả anh Thiên nữa. Em có xúi anh Thiên nữa. Ôi trời ơi. Một triệu đồng này sẽ được chia đều cho Hà Nhi và Nhật Phong, mỗi người 500.000 đồng. Quốc Thiên và Buka mỗi người 5 triệu đồng. Đặc biệt hai anh em mình đâu rồi cũng về đó thôi. Quốc Thiên cuối cùng vẫn về với lại giá trị thưởng cao đó. Yeah, may quá, may quá. Cảm ơn mọi người đã đến với chương trình ngày hôm nay. Yeah. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình là Lắm Anh Nha do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất. Xin chào và hẹn gặp lại. Chưa diễn mà biết ai luôn rồi. Thiệt không? Trời, nhiêu đó thôi là trong đêm đâu có hay. Nụ cười ai đau lòng, ngày mai em lấy chồng. Em dám cam đoan em 100% là em sẽ đón đúng không? Với em yên tâm đi, kinh nghiệm thu âm của anh đã ngồi thu âm cho cả trăm ca sĩ V-pop những năm đó, thì chỉ cần một cái lấy hơi thôi là anh đã nghe được. Cứ tin tưởng vào mắt anh. Xin mời mở băng nạp. 3, 2, 1, vô. Wow. Wow.